Thưa quý vị, trưa nay ngày 26 tháng 8, Hà Nội ghi nhận 33 ca COVID-19, trong đó có 23 ca tại cộng đồng và 10 ca tại khu cách ly. Phân bổ theo khu vực thì 33 ca này thuộc Thanh Xuân 13 ca, Hoàng Mai 12 ca, Đống Đa 3 ca, Phú Xuyên 2 ca, Gia Lâm 2 ca và Đông Anh 1 ca. Các ca trong cộng đồng đều ở quận Thanh Xuân và quận Hoàng Mai. Tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, công an đã dựng rào chắn phong tỏa khu dân cư cạnh bến xe Giáp Bát, khoảng 210 hộ với 789 người được yêu cầu là không ra khỏi khu vực. Từ ngày 23 tháng 8 tới nay, khu vực này ghi nhận tổng cộng 23 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tại quận Thanh Xuân sáng nay, phường Nhân Chính tạm dừng hoạt động chợ Nhân Chính sau khi xác định một F0 ở phường Thanh Xuân Trung từng đến đây mua thực phẩm. Thưa quý vị, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã đến kiểm tra các cơ sở cách ly tuyến xã phường dành cho F0 và F1 tại Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng yêu cầu trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách phải tranh thủ thời gian vàng để xét nghiệm sàng lọc F0. Thủ tướng nhấn mạnh phải thành lập ngay trung tâm chỉ huy trạm y tế lưu động, không chỉ bệnh COVID-19 mà còn các bệnh khác nữa. Thứ hai là phải xét nghiệm trên diện rộng, xét nghiệm trước cho những người có nguy cơ cao như những người trên 50 tuổi để phát hiện sàng lọc F0. Thứ ba là phải đảm bảo an sinh xã hội. Thủ tướng yêu cầu trên tinh thần xã, phường, thị trấn lập pháo đài, các phường đều thành lập sở chỉ huy của phường, chỉ huy xuyên suốt, thống nhất về mọi mặt, tăng cường tập huấn, kết nối mạng với tuyến trên để nhận tư vấn về chuyên môn. Chuyến công tác diễn ra sau khi Thủ tướng kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với 15 thành viên, trong đó Thủ tướng Phạm Minh Chính làm trưởng ban. Theo thông báo 473 của Thành ủy Hà Nội vừa phát đi, Hà Nội tập trung cao điểm xét nghiệm trong 2 đợt từ nay đến ngày 30 tháng 8 và từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9. Đồng thời siết chặt kiểm soát tại 23 chốt vào thành phố, tăng cường kiểm tra kiểm soát xe luồng xanh, kể cả xe cứu thương hay là xe công vụ. Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do lực lượng công an, y tế, thanh tra làm nòng cốt, tiến hành kiểm tra đột xuất về công tác phòng chống dịch bệnh và việc thực hiện giãn cách xã hội tại tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Theo CDC Hà Nội, 3 ngày trước, 4 lái xe luồng xanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Hiền Phước từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội đã xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, đau đầu nên đã đến bệnh viện nông nghiệp để xét nghiệm. Sau đó, kết quả PCR của CDC Hà Nội khẳng định dương tính vào ngày 23 tháng 8. Thưa quý vị, khoảng 770.000 liều vaccine thuộc lô 1 triệu liều Pfizer, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris công bố viện trợ thêm cho Việt Nam đã về tới Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Và trưa nay thì Phó Tổng thống Mỹ cũng có chuyến thăm Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ở Hà Nội để chứng kiến chuyến hàng vaccine của đợt viện trợ mới nhất cho Việt Nam. Tại đây, bà Harris cho biết Mỹ muốn làm mọi thứ có thể để giúp đỡ. Mỹ cảm ơn Việt Nam cũng đã giúp trong giai đoạn đầu của đại dịch, đã gửi thiết bị bảo hộ cá nhân và các vật tư khác. Thông cáo báo chí của văn phòng Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vào ngày 26 tháng 8 cho biết Mỹ tặng thêm 1 triệu liều vaccine Pfizer cho Việt Nam, nâng tổng số vaccine của Mỹ viện trợ cho Việt Nam lên đến 6 triệu liều. Phía Mỹ giao cho Thành phố Hồ Chí Minh 500.000 liều vào ngày hôm 25 tháng 8. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nhận khoảng 270.000 liều trong ngày 26 tháng 8 và số còn lại sẽ về Hà Nội vào ngày 27 tháng 8. Sáng nay ngày 26 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai cũng đã kích hoạt đưa bệnh viện dã chiến đầu tiên trên địa bàn vào hoạt động điều trị bệnh nhân COVID-19. Bệnh viện có công suất 150 giường bệnh, trong đó có đầy đủ các khu vực dành cho việc tiếp đón, phân loại người bệnh, khu chăm sóc, điều trị người bệnh, khu nhà ăn, khu nghỉ ngơi cho cán bộ, lực lượng phục vụ, được đảm bảo bố trí theo nguyên tắc một chiều, phòng chống lây nhiễm chéo, thuận lợi cho việc chăm sóc và điều trị cùng lúc nhiều bệnh nhân COVID-19. Các phòng bệnh cũng được lắp đặt camera để theo dõi quản lý, đồng thời có kết nối trực tiếp với phòng chỉ huy điều trị để thực hiện các y lệnh của bác sĩ trong trường hợp khẩn cấp. Sau khi kích hoạt thì bệnh viện dã chiến cũng sẽ tiếp nhận điều trị 24 bệnh nhân F0. Trong ngày 27 tháng 8, toàn bộ 55 bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở sẽ được chuyển qua bệnh viện dã chiến để tiếp tục điều trị. Thưa quý vị, 11 chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19 đang bế tắc trong khi thời gian thì không còn nhiều. Sau chuyến điều tra tại Trung Quốc vào hồi đầu năm, nhóm chuyên gia quốc tế của WHO kết luận rằng rất có thể SARS-CoV-2 chuyển từ rơi sang người qua động vật trung gian, còn giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán được cho là cực kỳ khó xảy ra. Tuy nhiên, trong bài đăng vào hôm ngày 25 tháng 8 trên tạp chí Nature, 11 trong số 17 nhà khoa học trong nhóm điều tra WHO cho rằng kết luận đó chỉ là bước đầu tiên trong một quá trình đã bị đình trệ. Các chuyên gia cảnh báo, thời gian trôi qua, kháng thể SARS-CoV-2 đã mất dần đi, nên việc thu thập thêm mẫu vật và xét nghiệm những người có thể bị nhiễm trước tháng 12 năm 2019 sẽ ngày càng thu được ít kết quả.
Do đó, cánh cửa cơ hội để thực hiện cuộc điều tra quan trọng này đang khép lại nhanh chóng. Người nhiễm biến thể Delta có thể lây lan virus khoảng gần 2 ngày trước khi có triệu chứng. Sự thay đổi này có thể là một đặc điểm quan trọng dẫn đến sự gia tăng số ca COVID-19 gần đây. Nghiên cứu mới từ tạp chí Nature cho hay. Theo các chuyên gia, biến thể Delta dễ lây nhiễm hơn một phần là bởi những người mắc bệnh mang và làm bắn ra nhiều virus hơn so với những chủng trước đó. Trong khi chủng virus trước đó có khả năng lây nhiễm giống như là cảm lạnh thông thường, thì biến thể Delta có mức độ lây nhiễm còn hơn cả cúm mùa, bệnh bại liệt, đậu mùa hay là Ebola, cúm gia cầm và có mức độ lây nhiễm tương đương với bệnh thủy đậu. Những phát hiện mới cùng với sự gia tăng nhanh chóng số ca COVID-19 khiến các nước phải quay lại các biện pháp y tế công cộng vào thời kỳ đầu của đại dịch, trong đó có đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng cao và gây áp lực lên hệ thống y tế ở một số địa phương, vào tối ngày 25 tháng 8, chính phủ Nhật Bản cũng đã quyết định mở rộng tình trạng khẩn cấp thêm 8 tỉnh, nâng tổng số địa phương áp dụng tình trạng này lên con số 21 trên tổng số 47 tỉnh của Nhật Bản. Đây là lần thứ hai trong vòng hơn một tuần chính phủ Nhật Bản phải mở rộng tình trạng khẩn cấp ra các địa phương. Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cũng cho biết chính phủ cũng sẽ nỗ lực hết khả năng để chống lại dịch bệnh và sẽ khôi phục cuộc sống của nhân dân ngay sau khi dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp. Thưa quý vị, tổng số người New York tử vong vì COVID-19 là hơn 55.000 người. Cơ quan y tế của bang này xác nhận vào ngày 24 tháng 8 theo giờ địa phương, nhiều hơn con số 43.000 người mà cựu thống đốc Andrew Cuomo từng báo cáo. Con số mới này được các cơ quan giới chức y tế thông báo chỉ vài giờ sau khi tân thống đốc Kathy Hochul tuyên thệ nhậm chức, đưa số ca tử vong của bang khớp với số liệu mà CDC của Mỹ cũng như Đại học Johns Hopkins công bố trước đó. Việc chính quyền cựu thống đốc Cuomo chỉ công bố một phần số ca tử vong đã làm dấy lên phản ứng dữ dội trong công chúng những tuần gần đây. Các báo cáo này không bao gồm những người New York đã tử vong vì COVID-19 tại nhà, trong tù hay là tại các cơ sở không phải bệnh viện, cũng như vào thời kỳ đầu của đại dịch khi xét nghiệm chưa sẵn có, dẫn đến một bức tranh không đầy đủ về các tác động thực sự của COVID-19 lên bang này. Thưa quý vị, giới chức Indonesia cho biết các công ty Trung Quốc và Indonesia đang hợp tác xây dựng nhà máy sản xuất vaccine ngừa COVID-19 ở Indonesia để phân phối tại quốc gia Đông Nam Á này. Danh tính của các công ty chưa được tiết lộ, song giới chức cho hay họ sẽ bắt đầu sản xuất vaccine ngừa COVID-19 bằng công nghệ mRNA bắt đầu vào tháng 4 năm 2022. Ngoài ra, vaccine Merasputin do 6 tổ chức và trường đại học của Indonesia tự nghiên cứu phát triển cũng sẽ được sản xuất vào tháng 5 hoặc tháng 6 năm tới. Giới chức Indonesia cũng dự báo rằng đại dịch COVID-19 cũng sẽ tiếp tục lây lan trong 2 năm tới dựa trên ý kiến của một số nhà khoa học. Do vậy, chính phủ Indonesia đang chuẩn bị các chiến lược để sống chung với dịch bệnh này, trong đó có việc tiếp tục tuân thủ chặt chẽ các quy định về y tế.